cho các bạn, đây là cục pin di động iWatt 12.000 mAh, được thiết kế ở Hàn Quốc và sản xuất ở Trung Quốc. Đặc điểm của nó là có 4 cái sợi dây cáp đi kèm, thì đây là cái cục pin di động mà có nhiều cáp nhất mình từng thấy. Nó có một cái cổng Lightning, một cái cổng micro USB, một cổng USB-C và một cổng UPA. Thì cổng USB-A để chúng ta sạc điện vào cho nó, và ba cổng kia để xài cho bất cứ cái thiết bị gì mà nó cổng tương ứng. Nó còn có thêm một cái cổng C để sạc cho nó nữa, cũng như là một cổng micro USB để sạc cho nó nữa. Tức là nó có tổng cộng 3 cổng vào. Tuy nhiên cái điện sạc vào cho nó thì ở cái tốc độ trung bình thôi, chứ nó không có sạc nhanh. Nó sẽ sạc nhanh qua những cổng tương ứng. Ví dụ Lightning thì nó hỗ trợ cái sạc 5V 2.4A, tức là sẽ sạc nhanh iPhone cũng như là iPad. Và cổng C nó hỗ trợ quick charge, tức là nó có những cái profile sạc nhanh qua quick charge C cũng như là cổng micro USB. Dung lượng thì là 12.000 mAh, thì các bạn trừ đi một chút thì các bạn có thể sạc được 2 hoặc là 3 lần cái điện thoại di động của các bạn. Cái thiết kế của nó nhìn cũng khá là đẹp và mức độ hoàn thiện cũng rất là tốt. Tuy nhiên là cái hiệu này nó không có phổ biến lắm, thì mình mới mượn được cái cục pin này của Scorpion gì đó, nhìn khá là lạ. Ở trên này nó có cái hoàn thiện dạng kiểu như là carbon, hai bên viền bình thường in ở đây. Ở đây có một cái nút để các bạn bấm vào thì nó báo cái tình trạng pin còn lại qua những cái đèn LED. Ở phía sau thì những sợi dây nó có thể được dính vào trong cái cục pin như vậy. Đó. Để ở cái trạng thái bình thường thì các bạn thấy là nó là một cái khối liên lạc, không cần phải tách ra. Khi nào các bạn cần sạc cái gì thì các bạn sẽ lôi ra. Còn bình thường thì tất cả những cái đầu kết nối cũng như là những sợi dây nó được giấu đi và nó rất là gọn gàng. Thì về kích thước tổng thể 12.000 mAh nó sẽ hơi lớn hơn so với những cục pin di động khác. Tuy nhiên về những cái cổng nó trang bị cũng như là những tiện ích cũng như là cấu hình sạc của nó, thì mình nghĩ rằng là đây là một cục sạc rất đáng để cho anh em quan tâm khi anh em tìm hiểu một cục sạc di động. Rồi, xin cảm ơn.